chuyện là hồi cấp 3 tôi có quậy quậy xíu xíu thôi, là một số việc mà học sinh sẽ không bao giờ dám làm. Ví dụ như lúc thi đại học thì trốn sang nước ngoài làm lính đánh thuê, mà còn một mình cân cả team nữa chứ, diệt gọn cả một binh đoàn lính đánh thuê bất hợp pháp. Rồi dịp quốc khánh thì lén lút trốn sang Anh, đi dạo chơi khắp viện bảo tàng của họ, mà chỉ trong vài ngày đã trở thành một trong 13 tên giang hồ khét tiếng thế giới. Tiếp nối tập trước, người cha vừa về liền nghe tiếng cãi nhau. Hay lắm câu không ai có quyền quản con nhỉ. Ba về rồi, mau mau bành giúp con luôn đi. Cái thằng vương dã này vừa về đã cho tôi một cái bạt tai rõ đau. Đồ bất hiếu, con dám về đây à? Quỳ xuống cho ta. Kêu quỳ là quỳ liền à? Vậy tôi còn ra thể thống gì nữa? Bà nghe xem, đây là đứa con ngoan bà dạy dỗ đấy. Hay quá nhỉ. Con nó đối xử với ông như vậy, chẳng lẽ lỗi lầm hoàn toàn do nó sao? Không biết là ai 5 năm trước bắt nó từ bỏ cơ hội vào đại học thuộc hàng top. Này này, ý của bà là gì? Bà nói tôi làm cha không ra gì phải không? Ồ, cũng có chút tự biết thân phận đấy chứ, tiến bộ ghê ta. Vương dã, tao là bố mày đấy. Từ khi mẹ tôi lấy ông chỉ coi bà ấy như ông xin miễn phí, bóc lột thôi, vây học hành. Tôi thi đậu đại học trọng điểm hàng đầu Hoa Hạ. Còn tụi nó, đại học hạng 3 mà còn học ngành bét bảng nữa. Vậy mà ông phân chia thế nào? Ông cho ba đứa nó đi học đại học. Đến lượt tôi, lại bắt tôi đi làm quần quật nuôi ba đứa nó ăn học. Đồ nghịch tử, mày dám nói tao thiên vị. Mày đừng có quên là tao tốn bao nhiêu cơm gạo nuôi mày lớn đấy. Tôi biết, nên tôi mới gọi ông một tiếng ba. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Về phần tôi vẫn sẽ lo cho ông đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Mày về để lo hậu sự cho tao. Coi như đời tao xui xẻo, đẻ ra cái thứ bất hiếu, vô lương tâm như mày. Bà mau lôi nó ra, cho nó cút đi ngay. Tiểu Vũ khó khăn lắm mới về, ông lại muốn đuổi nó đi. Nó biết đi đâu bây giờ? Nó đi đâu kệ nó. Ba không cho tôi ở nhà ba, thì tôi ra ngoài ở. Tôi thiếu gì tiền? Mẹ không muốn ở đây. Đi với con nhé. Đồ ngốc này, con nói linh tinh gì vậy? Tiền đâu ra mà con nói? Này vương dã, nghe mày nói ngạo mạn ghê ha. Mày có tiền gì chứ? Sợ là đến cả việc làm cũng không có luôn ấy chứ. Lúc này, vương quản lý khu chung cư dẫn một đám bảo vệ đi tới. Một bảo vệ cầm cái thanh chắn bị đá hỏng. Ông Vương, ngại quá. Chúng tôi không biết cậu vương dã này là con trai ông. Nếu không bảo vệ đã không dám can rồi. Nhưng mà đây là tài sản của công ty, ông thấy sao à? Tôi không có phúc phận làm ba nó đâu. Chuyện bồi thường thì đừng tìm tôi, tìm nó ấy. Chết rồi, không lẽ rơi trên xe rồi sao? Không phải lúc này nói nhiều tiền lắm à? Giả câm là không đẹp trai nha. Thôi được rồi, anh trai đây ra tài nghĩa hiệp giúp chú em. Cái thanh chắn này anh trả cho. Em trai ngoan của anh. Cảm ơn ông chủ đã ủng hộ. Qua kia buôn dưa thôi. À mà, nếu chú em túng thiếu quá, sống không nổi, thì nhớ gọi cho anh. Anh trai đây sẽ rủ lòng thương cho chú em một chân bảo vệ trong tập đoàn của nhà mình. Làm bảo vệ ấy. Nói rồi vương hổ vanh váo bỏ đi. Làm gì đấy? Một chuyện là một chuyện, tiền anh ứng ra tôi sẽ trả. Nhưng chuyện vợ sắp cưới của anh gọi mẹ tôi là ông xin. Chưa xong đâu. Vương dã, đừng có vu khống người khác nhé. Thanh Thanh nhà tôi khi nào gọi bà ấy là ông xin? Không có à? Không, không có mà. Dám đánh tôi. Vương dã, mày điên rồi. Đây là chị dâu mày đó. Đồ bất hiếu. Mau xin lỗi chị dâu mày ngay. Vương dã, đồ khốn. Tao tốt bụng giúp mày trả tiền bồi thường, mày lại dám đánh vợ sắp cưới của tao. Vương dã, mày muốn gì hả? Về nhà là cãi lại tao, rồi lại đánh anh, đánh chị dâu. Mày chỉ muốn tiền thôi đúng không? Tiền á? Ba sai rồi. Con chả quan tâm gì đến tiền cả. Con về chỉ quan tâm mẹ và em gái thôi. Ai dám động đến mẹ con sẽ cho ăn đấm. Ai làm mẹ con khó chịu, con sẽ cho người đó biết tay. Tiểu dã, được rồi, cái gì cũng mày đúng hết. Tao mặc kệ mày, muốn làm gì thì làm. Vương dã, mày cứ đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày chết chắc rồi. Thanh Thanh, mình đi. Đánh tôi làm gì? Đồ hèn. Thấy em nó đánh tôi mà anh không dám đánh lại. Đồ nhu nhược. Tôi lấy anh. Thật sự như nuốt phải ruồi vậy. Tôi đã anh rồi đấy. Cút đi, đồ chó. Tôi nhớ mặt anh rồi đấy. Anh cứ đợi đấy. Vương dã, nếu tao không tán lại được Thanh Thanh, tao thề sẽ cho mày sống không yên ổn. Em yêu, cục cưng. Đợi đã, đi với anh. Mình đi thôi, không ở cái nhà này nữa. Con có thể cho mẹ cuộc sống tốt đẹp. Mẹ tin con chứ? Mẹ dĩ nhiên là tin con. Nhưng mẹ già rồi, đi rồi cũng không quen. Vẫn là ở lại nơi này đi thôi. Còn con, vẫn nên tìm cách hòa giải với ba con đi. Chúng ta là một gia đình mà. Dù sao ông ấy cũng là ba ruột của con. Mẹ không muốn đi với con, con cũng không ép. Dù sao, sau khi ổn định chỗ ở, con sẽ đến thăm mẹ mỗi ngày. Ai dám bắt nạt mẹ, cứ gọi cho con sẽ đấm chết hắn. Thôi được rồi, biết con hiếu thảo rồi. Cái tính khí của con ấy. Hey Si, thôi, cũng muộn rồi. Con mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi. À mà, nếu không có chỗ ở, thì đến đại học Giang Nam tìm em gái con. Con biết rồi mẹ, con đi ngay đây. Rời khỏi khu chung cư, vương gia đến đại học Giang Nam.
Qua những tin nhắn mẹ gửi suốt 5 năm, anh biết được em gái ruột Vương Oánh 2 năm trước cũng thi đỗ vào trường đại học anh từng đỗ. 5 năm không gặp, không biết con bé giờ ra sao rồi. Xin chào, xin hỏi anh có phải là Vương tiên sinh, Vương dã không ạ? Tôi là hiệu trưởng. Ừ, tôi đây. Tìm cho tôi chỗ ở đi. Vâng, mời anh đi theo tôi. Tôi sẽ đưa anh đến khu nhà ở cho giáo sư của trường Giang Nam. Chỗ ở của anh đã được sắp xếp rồi. Nhân tiện, tôi cũng sẽ dẫn anh tham quan cảnh quan của trường Giang Nam. Được, cũng tốt, làm quen với môi trường. Vương tiên sinh, đây là sân vận động. Một thời gian nữa, những binh lính cấp trên gửi xuống sẽ đến trường huấn luyện. Mong Vương tiên sinh khi đó chỉ dạy thêm. Anh cũng biết, trường chúng tôi là nơi học tập mà. Ông yên tâm, hiệu trưởng, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trường. Tốt, tốt. Vậy bây giờ tôi đưa anh đến chỗ ở nhé. Khoan đã hiệu trưởng, em gái tôi cũng học ở đây. Tên Vương Oánh, ông biết bây giờ nó ở đâu không? Vương Oánh, tôi nhớ ra rồi. Là Hoa Khôi khoa tài chính, Vương Oánh phải không? Ồ, thì ra là em gái của Vương tiên sinh à. Bảo sao anh còn trẻ mà đã có thân phận như vậy. Thì ra là xuất thân từ Vương gia. Không trách được. Chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi xuất thân từ Vương gia? Anh đừng khiêm tốn nữa. Ai mà không biết Vương gia chứ? Là gia tộc hào môn hàng đầu Giang Nam. 3 năm trước bỗng nhiên phất lên, chỉ trong 1 năm đã thâu tóm 70% thị trường xây dựng thành phố Giang Nam. Rất nhiều cơ sở vật chất mới của trường Giang Nam chúng ta đều do Vương gia phụ trách. Không đúng, tôi nhớ Vương gia chỉ có 2 cậu công tử thôi mà. Một là Vương Long, 2 là Vương Hổ. Anh là... Đừng có coi tôi là cậu ấm nào của Vương gia. Tôi không thèm, cũng chẳng ai thèm nhận. Vương tiên sinh, anh nói đùa rồi. Nhưng mà Vương Oánh thật sự là em gái anh sao? Nói nhảm, không phải em tôi chẳng lẽ là em của anh à? Biết nó ở đâu không? Nhanh đưa tôi đi. Được được được, tôi sẽ cho người đi hỏi thăm ngay. Sau đó, ông ta lấy điện thoại gọi vài cuộc, hỏi han một hồi rồi có được câu trả lời. Tìm được em gái anh rồi, bây giờ đang ở ký túc xá dọn đồ. Hình như là muốn bỏ học.